những chiếc điện thoại kỳ lạ nhất hành tinh. Các bạn thân mến, trước đây các hãng điện thoại đã thử nghiệm khá nhiều kiểu dáng khác nhau, trong đó có không ít sản phẩm có ngoại hình kỳ dị như đồng hồ quả quýt, thỏi son hay thậm chí là như hộp phấn trang điểm các bạn ạ. Vậy có bạn nào đã từng nhìn thấy những chiếc điện thoại kỳ lạ này chưa? Chiếc điện thoại đắt nhất thế giới hiện nay thuộc về dòng máy nào? Và các điện thoại tương lai sẽ được thiết kế ra sao? Hôm nay các bạn hãy cùng kênh Vì Sao đi tìm hiểu ngay nhé! Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem những chiếc điện thoại di động kỳ lạ nhất trên thế giới các bạn nhé! Chiếc Siemens Celebri 6. Máy được phát hành vào năm 2003 và được thiết kế như một hộp phấn trang điểm cho phụ nữ. Thậm chí nó còn được trang bị gương để có thể soi được đấy các bạn ạ. Tuy nhiên các phím bấm quá nhỏ cùng cách bố trí không hợp lý khiến cho việc nhắn tin trên điện thoại này vô cùng khó khăn. Tiếp theo là Toshiba G450. Máy có thiết kế như một chiếc điều khiển từ xa với sự kết hợp của 3 vòng tròn cùng một màn hình nhỏ ở trên cùng. Thiết kế này khiến Toshiba G450 trở lên xấu xí và khó sử dụng. Điện thoại này khá bé, chỉ ngang với chiếc bật lửa thôi các bạn ạ. Tiếp theo là chiếc điện thoại đeo cổ tay F88. Máy được thiết kế để đeo trên cổ tay cùng với một phần màn hình hiển thị ở mặt trước. Tuy nhiên thiết kế quá cồng kềnh cùng với hàng loạt phím bấm khiến máy trông không khác gì một món đồ chơi các bạn nhỉ. Tiếp theo là Bang & Olufsen Seren. Máy được thiết kế bởi Bang & Olufsen và sản xuất bởi Samsung. Nó có thiết kế vỏ sò và một động cơ tích hợp để mở và đóng điện thoại. Các tính năng như bàn phím, camera, bộ nhớ của máy cũng đều không được đánh giá cao vì gây ra nhiều bất tiện cho người dùng. Hơn nữa, máy còn được bán kèm với một tuốc la vít để tháo pin và thẻ SIM. Như này cũng thật là bất tiện phải không các bạn? Tiếp theo Nokia 7280, máy có ngoại hình tương tự một thỏi son và được rất nhiều người ưa chuộng trong thời gian đầu ra mắt. Tuy nhiên Nokia 7280 không được trang bị bàn phím mà sử dụng cơ chế xoay để nhắn tin hoặc nghe gọi. Việc này đã khiến những thao tác sử dụng của người dùng trở nên khó khăn. Mono Run Cyber. Ra mắt vào năm 2015, Mono Run Cyber là một chiếc điện thoại được lấy cảm hứng từ đồng hồ quả quýt vốn rất thịnh hành ở thế kỷ trước. Bên cạnh thiết kế hình tròn, không đụng hàng, Mono Run Cyber vẫn sở hữu các đặc điểm và tính năng hoàn toàn giống với những chiếc điện thoại ở thời điểm mà nó được ra mắt, như màn hình cảm ứng ở mặt trước hay camera ở mặt sau vân vân. Tiếp theo là Golden Buddha. Golden Buddha không những là chiếc điện thoại có hình dáng kỳ lạ bậc nhất mà còn là thiết bị nghe nhìn đắt đỏ hàng đầu ở Trung Quốc. Món xa xỉ phẩm này được khoác lên mình những loại vật liệu hết sức đắt tiền như hồng ngọc, bột ngọc trai và vàng 24K. Được biết, để sở hữu chiếc điện thoại có thiết kế tựa như hộp phấn trang điểm này, người dùng sẽ phải bỏ ra số tiền xấp xỉ 40 triệu Việt Nam đồng đấy các bạn ạ. Tiếp nữa là Goldfish Lemillion, được mệnh danh là chiếc điện thoại phi thường, nhưng không biết là có phi thường thật không mà chỉ thấy đắt quá các bạn ạ. Giá bán của nó là 30,3 tỷ Việt Nam đồng vì nó được tạo ra bởi những chất liệu quý như bạch kim, vàng khối hồng hoặc trắng. Toàn bộ bề ngoài của chiếc điện thoại này được bao phủ bởi kim cương. Nhà sản xuất còn làm mặt sau bằng da cá sấu để tránh bị xước khi sử dụng đấy các bạn ạ. Và chiếc điện thoại đắt nhất hành tinh hiện nay thuộc về iPhone 6 Supernova kim cương hồng với mức giá dao động từ 1.166 tỷ đến 2.215 tỷ Việt Nam đồng. Với số tiền trên bạn có thể mua được một vài hòn đảo ở Vancouver đấy. Toàn bộ chiếc điện thoại được mạ bằng vàng 18 carat với kim cương hồng rất to được đính ở đằng sau điện thoại. Nếu bạn không đủ tiền, bạn có thể chọn chiếc Supernova khác.
chỉ có kim cương màu xanh hoặc màu vàng. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng đã tạo thêm một chiếc tai nghe AirPods bạch kim có giá khoảng 6 tỷ đồng Việt Nam. Và với mức giá trên iPhone 6, Supernova kim cương hồng rất xứng đáng trở thành chiếc điện thoại đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tiếp ngay sau đây, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những thiết kế mới nhất về 3 chiếc điện thoại siêu đỉnh sẽ được lên kệ trong thời gian tới nhé. Samsung Galaxy Z Fold được thiết kế không viền hoàn toàn và không có phím vật lý nào tồn tại trên thân máy, kể cả rắc cắm âm thanh hay nguồn. Máy có màn hình kích thước 6,5 inch, độ phân giải QHD, kính bảo vệ Gorilla Glass 6 ở cả mặt trước và mặt sau. Có 4 camera chính gồm cảm biến chính 52MP, cảm biến góc siêu rộng 16MP, cảm biến màu RGB 8MP và một ống kính tele 5MP chụp chân dung, mang đến cho sản phẩm smartphone đỉnh và chất trong tương lai. Trong khi đó, camera selfie của máy sẽ là 23MP đấy các bạn ạ. Chiếc thứ hai chính là Samsung Galaxy Flex, được thiết kế mỏng và có thể uốn cong được, dễ dàng tăng giảm âm lượng chỉ cần vuốt lên hoặc vuốt xuống ở góc bên trái của máy. Nó còn có thể uốn cong để đeo như đồng hồ. Và máy này có 2 camera 23MP và 16MP. Máy có màn hình kích thước 6,5 inch và không có phím vật lý nào trên máy cả, vì tất cả đều dùng cảm ứng hết đấy các bạn ạ. Tiếp theo là Samsung Galaxy Transparent, được thiết kế trong suốt với cả hai màn hình ở mặt trước và mặt sau. Kích thước màn hình là 6,2 inch với camera 25MP nằm ở đáy màn hình. Điện thoại này dùng công nghệ sạc không dây. Eo ơi, nhìn máy này mê quá các bạn ạ, ước gì mình tậu được một chiếc về nhà, chắc lão ách phải biết. Vậy còn trong tương lai xa hơn thì cũng sẽ có nhiều kiểu thiết kế về điện thoại thông minh cực kỳ thú vị các bạn ạ. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng những mẫu điện thoại thiết kế thông minh trong tương lai xem sao nhé. Các bạn thân mến, giờ thì các bạn đã có thêm những kiến thức thú vị về điện thoại rồi phải không nào? Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Vì Sao để là người đầu tiên xem được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tới nhé. Bye bye!